khi nào bổ sung sắt cho bé à, anh ơi, có 3 đối tượng cần phải bổ sung sắt vào đây này. Thì các em phải lưu ý này, có 3 đối tượng này. Chúng ta đều biết rằng gì à, chất sắt nó vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của bé, đúng không ạ? Chất sắt là vô cùng quan trọng. Nếu như mà chúng ta không bổ sung sắt dự phòng con mình ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là đầu tiên chúng ta thấy ngay đó là bé sẽ biếng ăn, chậm tăng cân, sức đề kháng nó kém. Và nó cũng có một cái hội chứng nữa ấy, đó là hội chứng là run giật cái này. Có những bạn ấy, tay nó run run này, ngủ khi nó ngủ run tay run chân, nó run 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 này, đấy người ta gọi là hội chứng rung chi khi mà thiếu sắt. Thì có 3 cái đối tượng sau đây nhá, mình cần phải bổ sung sắt này, các bạn lưu ý này. Thứ nhất là trẻ sinh non nhẹ cân thiếu tháng. Đây là đối tượng quan trọng cần phải bổ sung sắt dự phòng ngay từ khi sau sinh. Tức là bạn sinh con bạn ra được 2 tuổi, bổ sung sắt ngay cho con bạn với cái liều là 2 mg sắt nguyên tố trên một ngày. Nhá, các bạn đừng quên điều này. Đấy. Và bổ sung sau khi ăn khoảng từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi để tăng khả năng hấp thụ sắt cho con bạn. Đấy là đối tượng đầu tiên. Đối tượng thứ hai là đối tượng con bạn sinh đủ tháng đủ ngày. Đủ tháng đủ ngày nhé. Thì những bạn sinh đủ tháng đủ ngày ấy, thì cái lượng sắt dự trữ ở trong gan của bé nó đủ dùng trong 3 tháng đầu tiên. Đấy. Và từ tháng thứ tư trở đi, hỡi các mẹ mình nghe kỹ đây, từ tháng thứ tư trở đi là cái lượng sắt dự trữ nó không còn nữa, và cái nhu cầu phát triển của bé khi mà bé bước sang tháng tư ấy, nó rất là mạnh mẽ. Tức là bé biết lẫy mà, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi. Khi mà bé biết lẫy là cơ bắp của bé nó bắt đầu phát triển. Đấy, bắt đầu vận động. Thế thì những bé nào mà tập ngồi sớm nhất em nhé, thì nó cũng sẽ phát triển rất là tốt về mặt trí não của bé. Vì khi mà bé nằm và khi bé ngồi thì bé sẽ quan sát cái thế giới xung quanh ấy, nó ở một cái góc độ khác. Đấy. Cho nên là gì ạ? Đến tháng tư là mình phải bổ sắt. Nếu mà mình bóc tay chân con mình nó nhão ấy. Tức là gì ạ? À, thiếu sắt ở cơ và bé sẽ chậm biết đi, chậm biết lẫy và chậm bò. Đấy, nhưng mà phải lưu ý rồi này nhá. Và từ 4 tháng trở đi thì mình bổ sung cái liều là 1 mg sắt nguyên tố trên một cân nặng trên một ngày. Ví dụ các bạn 6 cân thì 6 nhân 1 bằng 6 là 6 mg, và bổ sung liên tục đến 1 tuổi. Nhớ cái từ liên tục nhé. Và đối tượng tiếp theo đó là đối tượng suy dinh dưỡng còi xương. Thì đối tượng này ấy, tức là bé tăng trưởng không có đúng chuẩn, thì các bạn cần phải đi kiểm tra vi chất. Và đối với những bé mà bị thiếu máu, thiếu sắt ấy, thì mình bổ sung những liều điều trị tùy vào cái kết quả xét nghiệm nó là như thế nào. Chưa? Đối tượng là gì ạ? Sinh non nhẹ cân này, và đối tượng bổ sung dự phòng là từ 4 tháng này thì không cần phải xét nghiệm, mình cứ bổ sung dự phòng thôi. Còn đối tượng suy dinh dưỡng còi xương thì mình phải xét nghiệm. Tại sao mình phải xét nghiệm? Để mình biết rằng cái mức độ thiếu như thế nào để mình bổ sung cái liều điều trị thì nó mới hiệu quả được nhá. Tại vì có rất nhiều bạn nha, có nhiều bạn này bảo bác ơi em bổ sung sắt rồi, nhưng mà khi mà sau 2 tháng, 1 tháng, 2 tháng đi kiểm tra lại thì các chỉ số nó không hề có cái sự thay đổi, đúng không? Thì với những đối tượng mà nó không có sự cải thiện khi mà chúng ta bổ sắt ấy, với những bé mà suy dinh dưỡng còi xương thiếu sắt ấy và nó không cải thiện ấy, thì có lý do như này. Một là cái sắt bạn dùng ấy nó không đủ liều nhá, nó không đủ liều. Cái thứ hai là cái chất lượng sản phẩm nó không có tốt. Tại vì cái chất lượng sản phẩm không tốt ấy, thì sao ạ, là dẫn đến tình trạng gì ạ, sắt không được hấp thụ đấy. Chứ này không phải là cái sắt nào nó sắt nào, các bạn nhớ như vậy nha, không phải sắt nào giống nhau. Có những sắt hấp thụ tốt, có những sắt hấp thụ không có tốt đấy, các bạn phải chú ý như vậy. Thì phải kiểm tra xem là cái sắt đó hấp thụ có tốt hay không. Thì lời khuyên của Bảo Đạt dành cho các bạn là gì ạ? Hãy sử dụng các cái sản phẩm sắt có nguồn gốc từ châu Âu nhé. Và từ châu Âu đây, Anh, Pháp, Đức, đúng không ạ? Là những quốc gia mà có cái nền sản xuất về dược phẩm là hàng đầu thế giới. Từ đó thì sao ạ? Nó tăng khả năng hấp thụ. Và cái thứ ba nữa là hệ tiêu hóa của bé có vấn đề gì không? Kiểm tra 3 vấn đề. Một là cái liều đúng không này. Hai là cái sản phẩm đó được xuất xứ từ đâu. Và cái thứ ba là hệ tiêu hóa của bé nó có kém không? Nếu như mà hệ tiêu hóa của bé nó kém ấy, thì bạn có bổ sung sắt tốt ấy, thì nó cũng không có giá trị. Không có giá trị, vì nó không hấp thụ được nhá. Cho nên hệ tiêu hóa là vô cùng quan trọng. Chăm sóc hệ tiêu hóa cho con bạn như thế nào? Thực ra chăm sóc hệ tiêu hóa nó vô cùng đơn giản. Nếu mà các bạn hiểu vấn đề này, nó vô cùng đơn giản. Thế thì mình phải hiểu được ạ, cái hệ tiêu hóa ấy, thì cái gì nó làm trung tâm? Đó chính là hệ vi sinh đường ruột các bạn ạ. Hệ vi sinh đường ruột chính là trung tâm nhá. Thế thì các bạn muốn con bạn mà hấp thụ tốt,
muốn con bạn tăng cân tốt này thì mình phải bổ sung chất sắt của bé và phải bổ sung men vi sinh nhá. Bổ sung men vi sinh, được chưa? Thế thì men vi sinh là cái gì? Men vi sinh nghĩa là nó cung cấp các cái lợi khuẩn, nó giúp cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh. Như vậy bạn bổ sung sắt vào thì nó mới có giá trị.